Bà Sa Đức Huy xin kính chào quý vị yêu hoa cây cảnh và xe toàn quốc. Kính thưa quý vị, bà Sa Đức Huy đang có mặt ở vườn anh Đặng Thụ tại Trương Mỹ, Hà Nội. Hôm nay lần đầu tiên đến thăm vườn anh. Kính thưa quý vị, hôm nay thì cùng đoàn trong ban tổ chức Festival Cây Cảnh tỉnh Hải Dương đang đến vườn anh Đặng Thụ để chiêm ngưỡng những tác phẩm và trân trọng mời anh về tham dự với Hải Dương sắp tới. Anh ơi, em chào anh nhá. Xin chào. Chào nghệ nhân Đặng Thụ. Chào anh ạ. Phải nói hôm nay đến lần đầu tiên mà choáng ngợp đấy. Số lượng cây thì anh ơi, số lượng cây gần bằng vườn anh Lam Lê rồi. Anh ơi, con Gia Bảo thay chậu này đã. Ừ, đúng rồi. Gia Bảo thay chậu rồi anh. À, Gia Bảo chậu này thay ra kia rồi. Đây Gia Bảo đây. Ui giời ơi, Gia Bảo đã không. Gia Bảo tới đây sẽ có mặt ở triển lãm Hải Dương quý vị nhá. Quá nhiều. Quên rồi. Dạ, khủng khiếp quý vị. Còn rất nhiều nhá. Phôi và những tác phẩm mà gần mà hoàn thiện nhiều lắm. Đặng Thụ thì là học trò anh Nam Lê. Đấy cả nhà anh Tiến không? Cái dàn giáo ấy. Hả? Dàn giáo đấy cả nhà anh Tiến không? Ừ, ai bộ của anh. Rất nhiều đồ đẹp quý vị nhá. Chào các anh nhá. Vâng, xin chào. Dạ. Vị ơi, một dàn dạt đây quý vị này. Xếp hàng đây. Các vừa mới làm xong là các anh đưa vào trong nhà lưới. Ui dồi ôi, quý vị ơi, nhìn thấy mà đã quá này. Sau này thì cũng là cái tác phẩm mà quý trong tương lai. Với cái bàn tay, cái khối óc của các anh. Rất nhiều cây quý vị nhỉ. Không phải làm ăn gì hết. Cứ ở nhà ăn mới đi vui uống nước chè thôi. Bạt nhà, bạt ngàn. Bạt ngàn cây quý vị ạ. Mà thời gian có hạn thì không biết là quay ở từ đâu trước. Phôi rất nhiều. Chúng ta được chiêm ngưỡng vườn cây của anh Đặng Thụ quý vị nhé. Anh Đặng Thụ Trương Mỹ. Và anh Đặng Thụ thì học trò của anh Nam Lê. Nhiều lắm quý vị ạ. Chúng ta đến với một cái phôi đang xây dựng.
Phôi sau này cũng là cái cây khủng. Quý vị, ban tổ chức cùng chủ nhà vườn anh Đặng Thụ đang đứng trước tác phẩm vừa rồi mới mua, tác phẩm Gia Bảo. Cháu mời chú nhá, mời anh, mời bạn nhìn đây ạ. Đấy, rồi cả nhà mình cười tươi nhá. Rồi xong rồi. Đây đây tác phẩm Gia Bảo anh ạ. Tác phẩm quý này sẽ có mặt ở Hải Dương quý vị nhá. Đây quý vị nhìn thấy là ban tổ chức cũng đã xin phép nhà vườn rồi. Rất là tiếc quý vị ạ. Rất là tiếc bởi vì quá nhiều cây để chia sẻ cho quý vị. Nhưng thời gian không cho phép. Chính vì vậy mà sao quý vị phải ngậm ngùi nói cái lời tạm biệt quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất nhiều.